Phật tử tại gia nếu biết là đó là đồ của chư tăng mà vẫn cố ý dùng thì có tội gì? Và nếu có tội thì đó là tội gì? Ở trong luật Đức Phật nói này, đồ dùng của tăng chính là gì? Là đồ dùng của Tam Bảo. Vì tăng là một trong gì? Trong ba ngôi Tam Bảo. Ví dụ như gì? Cái cốc, cái chén, cái bát của các sư hay dùng đó thì đó gọi là đồ của tăng. Hay là cái gì? Cái tấm cà sa hoặc là cái áo, cái túi pháp của gì? Của các sư hay dùng đó, đó là đồ của tăng. Hoặc là thức ăn gì? Thức ăn mà người ta cúng cái này, người ta bảo cúng cái này cho chư tăng thì cái này cũng là gì? Là đồ của tăng. Nay các Phật tử chúng ta nếu mà biết đó là đồ của tăng vẫn gì? Vẫn cố ý lấy để dùng mà chưa được gì? Chưa được chư tăng đồng ý thì đó phạm vào tội gì? Ăn trộm của thường trụ. Tức là ăn trộm của Tam Bảo, ăn trộm của thường trụ. Nếu ví dụ như như là chùa mà ở với chúng chẳng hạn. Ví dụ như chùa Khai Nguyên chúng ta ở với chúng, cả tăng cả ni ở với chúng, và khi Phật tử họ đến họ nói cái này chúng quan gì? Cúng dường chư tăng. Cúng dường chư tăng, thế là cúng dường tất cả chư tăng. Ở trong chùa ví dụ họ mang cái gì? Họ mang mang một cái đồ dùng gì đó chẳng hạn, hoặc cái thức ăn, hoặc cái thức ăn gì đó chẳng hạn. Họ nói rằng chúng con cái này chúng con mang đến cúng chư tăng ở trong gì? Trong đạo tràng, trong chùa. Mà tôi là trụ trì á, tôi lấy cái của chư tăng đó để đem cho một Phật tử nào á thì tôi là người phạm tội. Tôi là trụ trì thật nhưng mà tôi sẽ là người bị phạm tội. Ví dụ họ cúng là một tạ gạo chẳng hạn cho chư tăng, mà tôi lại tự ý đem một tạ gạo này để làm công tác từ thiện chẳng hạn, đó là tôi phạm tội, lấy của tăng gì chưa được sự đồng ý của tăng. Cho nên các vị mới thấy là hôm tháng trước ấy, cái ngày mà xảy ra cái chuyện mà lũ lụt ở mấy tỉnh phía Bắc ấy, mà chúng ta còn chùa chúng ta các Phật tử họ cúng dường cho chư tăng có khoảng gì, khoảng độ còn khoảng trên 2 tấn gạo đó. Thì tôi mới bảo nhà bếp là còn không thì để chúng ta trước mắt thì là cần cái số đó để đi cứu đói cho bà con đó. Và các vị thấy thì tôi phải hỏi ý kiến chư tăng hiện tiền ở lúc đó, bây giờ thì tất cả nếu đồng ý thì gì? Mới đem cái số gạo đó để cúng, mà nếu các chư tăng mà không đồng ý thì thôi. Và chư tăng thì hiện tiền thì nó đều đồng ý là gì? Đều đồng ý cúng thì khi đó mới cho chuyển cái số gạo đó đi thì nó mới đúng như pháp. Không có là tôi mắc vào cái tội gì, mà cái tội là lạm quyền để mà trộm đồ gì, đồ dùng, vật dụng của gì, vật dụng của tăng, vật thực của tăng để gì, để đem đi để cho người khác. Và cái đó tôi là người có tội, gọi là ăn trộm của tăng. Lộng quyền là trụ trì để gì, lạm quyền là trụ trì để trộm của tăng đó. Cho nên cái này chúng ta cũng phải phân biệt rõ, phải phân biệt rõ. Không phải là làm trụ trì á, nếu mà mình ở một mình á thì có thể gì? Mình có thể quyết định được, vì ở có một mình thì mình có thể quyết định được cái gì, cái gạo này hoặc cái đồ vật này có thể đem cho Phật tử, vì mình dùng không hết thì bỏ lại nó cũng hỏng và nó cũng hôi thối đi. Nhưng mà ở với chúng từ 2 người trở lên, 2 vị tỷ khiêu trở lên là gì, 3 đến 3 vị, 4 vị, 4 vị thì trở lên thì gọi là đại tăng ở với nhau rồi, thì phải gì, phải hỏi đại tăng cả 4 vị đều đồng ý thì mới được. Đấy thì chúng ta cũng phải biết rõ cái điều đó. Cho nên ở đây Phật tử này hỏi rằng nếu biết là gì? Đồ dùng, biết đó, biết rõ đó là đồ dùng của chư tăng rồi vẫn cố ý lấy thì có phạm tội gì không? Thì chắc chắn rằng là phạm tội đấy. Như tôi nói là phạm ăn trộm của thường trụ. Chúng ta biết là có một câu chuyện cách đây là cũng mấy trăm năm rồi. Ở bên Trung Quốc có một vị tăng. Ngài có một bà mẹ già sinh ra ngài, và sau này thì ngài đi tu và mẹ già đó thì ở nhà một mình. Nhưng khi bà cụ ốm, bà cụ mất thì cái vị sư kia thì cũng về để báo hiếu cho mẹ. Về thì vì ngài sống một cuộc sống rất là chi túc, thiểu dục của chi túc, không trụ trì chùa, cho nên ngài cũng không có điều kiện kinh tế để làm ma cho mẹ. Và khi mẹ ngài mất, ngài cũng không có cái gì để gì, thậm chí là cái quan tài cũng gì, cũng không có tiền để mua cho mẹ nữa. Thậm chí là cái bộ quần áo mới để thay cho mẹ trước khi gì, để tẩm liệm cho mẹ thì ngài cũng không có nữa. May thay là gì, có các Phật tử ở trong làng người ta quyên góp và mua cho mẹ ngài cái quan tài, người ta mang đến, người ta cúng ngài để
để chôn mẹ ngài. Nhưng khi đó thì chẳng có ai nghĩ đến là gì, là cho một bộ quần áo để ngài thay cho mẹ cả. Và vì vậy ngài thì ngài liền dùng một cái tấm cà sa thừa của mình, vì mới có một người cúng cho ngài một cái tấm cà sa mới, thì cho nên ngài cái tấm cà sa cũ của ngài, ngài nghĩ là thôi cũ rồi không dùng nữa, ngài đem xả đi, và ngài thì ngài mang cái tấm cà sa đó đắp cho, quấn lên thân thể của bà mẹ mình và đem chôn. Chôn vừa xong á, thì trời vừa chôn xong một cái, mọi người với quay lưng ra về thì bắt đầu trời ầm ầm lên, giông tố nổi lên và một cơn mưa chút xuống và sấm sét đánh gì, đánh bật cái bung hết đất lên và bật cái nắp quan tài và gì? Bật cái nắp quan tài, bay cái nắp quan tài này ra và hở cái thân hình của bà cụ ấy ra. Mọi người thấy rất là lạ và liền chạy tán tác một chút, xong một cái thì thấy là mưa tạnh nó ngớt ngớt rồi, một cái thì bắt đầu thì lại đem sang để ngài cùng với một số người dân họ hàng liền là xa xa liền là đem gì lại đóng nắp quan tài lại phải chôn một lần nữa. Chôn xong một cái thì vừa ra về một cái được một chốc ấy thì trời ầm ầm lại mây đen kéo đến và lại một trận tương tự như vậy, sấm sét lại gì? Lại đánh bay nắp quan tài ra và hở cái gì cái thân thể của bà cụ ấy ra. Và mọi người không hiểu vì lý do vì sao nó lại có cái chuyện đấy. Và mọi người lại tiếp tục gì? Đem đẩy nắp quan tài và chôn lần thứ ba. Và lần này chôn xong thì trời đã tối. Và mọi người ra về thì đến nửa đêm hôm đó thì trời lại tiếp tục một cái trận cuồng phong ầm ầm kéo đến và sấm sét, lần này không chỉ đánh là bay nắp quan tài, mà nó đánh làm sao là cái thân thể của bà cụ ấy đánh là bay lên khỏi ở trên này, khỏi ở dưới mộ, đánh bay lên trên mặt đất. Và sáng sớm hôm sau, cái thông tin đó nói đến vị tỳ kheo đó, và đánh lần này nó bay lên như thế, và cái tấm cà sa quấn trên thân thể của bà cụ ấy bay khỏi ra ngoài, tuột ra ngoài, và cái thân thể bà cụ ấy nằm chơi chơi một mình trên mặt đất như vậy. Và khi đó vị sư kia mới biết vì sao mà sấm sét lại gì lại đánh thi thể của mẹ mình đến 3 lần như vậy. Và đánh lần thứ 3 này thì thân thể bay khỏi dưới lòng đất lên trên mặt đất mà nằm, mà cái tấm cà sa thì ở một nơi, còn thân thể thì ở một nẻo. Lúc đó ngài mới biết, và ngài mới bắt đầu là sám hối và dọn cái tấm cà sa đấy lại và đem về giặt rũ. Và đồng song song với thời gian đó thì ngài cũng biết và nói với những người dân làng họ hàng ở đó xa xa nhà mình đó, thì họ cũng cúng dường ngài một bộ quần áo mới để cho ngài khâm liệm thân thể của mẹ mình và đem chôn lại lần thứ 4. Thì khi đó trời mới không đổ mưa và sét mới không đánh nữa. Và chúng ta thấy vật dụng của tăng đấy. Một tấm cà sa dư, tức là người được ngài vừa được người ta cúng một cái mới, và cái gì cái cũ ngài nghĩa là bỏ đi, thải đi rồi không dùng nữa, nhưng mà đem để đắp cho mẹ mình. Nhưng chúng ta biết cà sa ở trong giới luật thì có nói là tấm cà sa là chỉ dành cho chư tăng đắp thôi, Phật tử thì không được đắp y cà sa đó. Mặc dù cho dù bỏ rồi không dùng nữa, Phật tử cũng không được đắp. Thế nhưng mà ngài lại đem đắp cho dành cho mẹ mình, vì vậy mà mới có cái chuyện đó. Thiên Long Bát Bộ các ngài không hoan hỉ và có cái chuyện đó, đó là một cái bài học. Các ngài Phật Bồ Tát các ngài có cái cũng thể hiện ra như vậy để cho gì chúng sinh ở nhân gian chúng ta biết sợ và biết rằng cái gì được làm và cái gì không được làm. Cái gì không được làm thì Phật tử tại gia chúng ta thì không nên làm, tăng ni chúng ta thì cũng không nên làm. Đó. Cho nên ở đây thì Phật tử hỏi nếu phạm thì có tội gì? Cái tội á, trong kinh Địa Tạng nói là cái tội gì? Cái tội ăn trộm của chư tăng á, tội đó là tội rất nặng, tội đọa tỳ địa ngục đấy. Nhưng bây giờ cũng phải xét về, nếu xét về luật ấy, thì cũng phải xét xem cái tội đó nó gì, ăn trộm cái vật đó nó có đáng giá là bao nhiêu tiền. Ví dụ như pháp luật nhà nước quy định là các phải ăn trộm gì 1 triệu thì mới xử án hình sự, đúng không? 1 triệu mới xử án hình sự, có phải không? 2 triệu à 2 triệu mới xử án hình sự, thì án hình sự đó 2 triệu để xử án hình sự đó thì họ sẽ thì sẽ xem cái ví dụ cũng là ăn trộm 2 triệu, nhưng mà ăn trộm họ lén đi vào nhà, ví dụ thấy cái tiền họ để đó mà không thấy ai cho nên khởi cái tâm ăn trộm á, thì có thể cái tù cái tội đó có thể nó chỉ gì? Nó có thể chỉ tù khoảng 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm thôi, cũng là 2 triệu ấy, nhưng mà có thể tù như thế. Nhưng mà
vị này thì mang vào thì cũng là lấy 2 triệu, nhưng mà do gì, do dưới dao vào cổ của gì, của chủ nhà và gì ép để lấy 2 triệu đó, thì nó lại thêm một cái tội là gì, không phải khởi lòng tham ăn trộm nữa mà gì gọi là ăn cướp rồi. Lấy 2 triệu đó thì tội thì cũng là 2 triệu, nhưng mà cái hành động, hành vi để lấy 2 triệu đó, tội thì nó khác nhau. Hoặc là cũng lấy 2 triệu đó, nhưng mà gì, nhưng có thể gây ra án mạng, hoặc là gì, hoặc là chưa gây ra án mạng nhưng có thể đâm chém người kia bị thương mới lấy được 2 triệu đó và đi tiêu xài. Khi mà bị pháp luật bắt được thì cái tội của tuy cũng 2 triệu đó nhưng nó khác nhau. Thì cho nên ở đây á, cái tội ăn trộm của tăng mà đọa A Tỳ địa ngục thì cái tội đó nó ở giống như ở thế gian của chúng ta gì, nó tương đương với cái tội gì, tội xử tử thì mới gọi là, mới đồng với tội gì, tội đọa A Tỳ địa ngục. Chứ không phải là cứ ví dụ đến và gì thấy một Phật tử đến chùa và biết đó là của tăng, ví dụ như là đây là cái đôi dép chẳng hạn, đây là cái đôi dép của tăng chẳng hạn, mà để đấy đi mà thì Phật tử lại lấy đi chẳng hạn, hoặc là lúc đó đi thì có khi đi nhầm thôi, đôi dép là giống nhau có thể đi nhầm thôi chẳng hạn, thì một Phật tử ở bên kia là nhìn thấy thì biết đây là đôi dép của thầy hoặc đôi dép của này của các sư chẳng hạn, đi đến cứ là chỉ mặt Phật tử kia bảo rằng á, bà ăn trộm dép gì của tăng, bà đọa tiền tội, đọa tội của bà là tội đọa địa ngục A Tỳ vân vân chẳng hạn, và cứ theo là đay nghiến người ta, bà sẽ đọa địa ngục A Tỳ, làm cho người ta gì, người ta lo âu, người ta sầu não, người ta khổ sở, người ta lo lắng. Đấy. A Tỳ địa ngục chưa thấy đâu nhưng mà gì, làm cho họ đau khổ, họ lo lắng giống như đang ở gì, ở trong địa ngục rồi á, thì như thế là cũng không đúng. Vì cái tội trộm một đôi dép hoặc là lấy nhầm một đôi dép, chúng ta phải xem xét rõ là trộm, cố ý trộm hay là đi nhầm, vân vân đó. Thế không thể cái gì cũng nói đó. Còn ở đây Phật tử nói là biết rõ là đồ của tăng rồi mà lấy, nhưng mà nó lấy nó chỉ là cái gì, cái nhỏ thôi. À, ví dụ chẳng hạn Phật tử này đến là biết rằng cái này là gì? Muốn cái này là quý thầy, cho nên muốn cái vật kỷ niệm của thầy với cái vật này là cái vật gì, ví dụ như là có thể là cái chén uống nước chẳng hạn, tôi lấy một cái ví dụ như thế, cái hoặc cái cốc nước mà gì thầy mình hay dùng suốt ngày, mà mình nghĩ khởi lên cái tâm là gì, mình rất muốn cái cốc đó, cốc đó thầy dùng hàng ngày, cho nên mình muốn cái cốc đó để làm kỷ niệm, nhưng mà không dám xin, cho nên á thầy thấy thầy đi ra ngoài mà cái là gì, thầy mình lén vào gì, mình trộm cái cốc đó mình về mang về để mình ngắm hàng ngày, có trường hợp như thế. Tôi lấy mà có cái trường hợp có người gì quý thầy, cho nên á, quý sư phụ của mình, cho nên là cái muốn cái gì cũng phải muốn mà có một cái gì là kỷ niệm của sư phụ để gì mình ngắm hàng ngày. À. Như tôi lấy cái cốc là một cái ví dụ thôi. À. Nhưng có thể là cái vật dụng khác mình biết nhưng mà không dám xin, cho nên thôi chắc gì mình cung kính thầy, mình muốn cái đồ vật kỷ niệm này để mình mãi mãi nhớ đến thầy để mình tu, mãi mãi nhớ đến thầy để làm tấm gương đi. Đạo hạnh để cho mình thì mình học theo, noi theo cái hạnh nguyện của thầy để mình tu, mình làm công quả để mình tu nhân tích đức vân vân chẳng hạn. Cho nên mình cố tình mình lấy thì cái đó cũng phạm vào tội ăn trộm của tăng. Nhưng cái vật nó chỉ là cái cốc thôi thì không thể đọa Tỳ địa ngục được. Đấy, chúng ta cũng phải, cho nên phải tự hỏi cái tội đó thì là tội gì. Thì ở đây thầy không thể trả lời đó là cái tội gì chắc chắn 100% được. Vì Phật tử chỉ nói chung chung thôi. Vì Phật tử nói ra đây là ăn trộm cái gì của tăng á, thì thầy có thể gì nương vào cái lời dạy của Đức Phật ở trong luật, cũng như là lời giải thích của các tổ ở trong luật tạng, thầy có thể nương vào đó để giải thích cho nó ở tội đó nó ở trong phạm vi gì. Cho nên đây thì Phật tử không nói rõ là ăn trộm cái đồ gì của tăng, nó đáng bao nhiêu tiền, cho nên thầy cũng chỉ có trả lời chung chung được như vậy thôi. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.
Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam